Thông tin từ Vietnamnet, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng vũ trang Moscow tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trong tuần qua đã kiểm soát thêm một khu định cư ở tỉnh Kharkiv và năm ngôi làng ở Donetsk từ tay đối phương. Thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga viết, các đơn vị thuộc cụm quân phía Tây đã giành được làng petro Chanevoye ở tỉnh Kharkiv. Trong khi đó, ở tỉnh Donetsk, hai cụm quân phía Nam và trung tâm lần lượt kiểm soát các làng Kudakivka Visne và Kremenaya Banka. Riêng với cụm quân Vostok, đơn vị này đã giành được cả làng Maximovka. Hiện phía Ukraine chưa bình luận về nội dung bản thông báo trên. Một nguồn tin tình báo quân sự Ukraine nói với tờ Kayib Independent hôm 8 tháng 11 rằng các máy bay không người lái UAV cảm tử của họ trong cuộc tập kích thành phố Saratov của Nga đêm ngày 7 tháng 11 đã tấn công một nhà máy lọc dầu tại đó. Trong đoạn video được kênh Telegram Atcha của Nga chia sẻ, có thể thấy vụ tập kích UAV đã tạo ra đám cháy lớn sáng rực một góc trời, thành phố Saratov. Hãng tin TASS của Nga sau đó xác nhận các cơ quan chức năng thành phố Saratov đã phát hiện nhiều mảnh vỡ UAV rơi trong khu công nghiệp nằm ở quận Zavosky. Được biết, vụ tập kích UAV đêm ngày 7 tháng 11 cũng khiến một số công trình dân sự bị hư hại. Thông tin từ báo Vietnamnet, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Zizky cho biết, binh sĩ nước này gần đây tiếp tục chặn đứng cuộc tấn công của quân Nga gần thành phố Kudakove. Trang min.in.ua dẫn bài đăng của tướng Zizky trên mạng xã hội Telegram viết rằng, quân đội Nga đã điều động một đoàn thiết giáp nhằm đục thủng tuyến phòng ngự của quân Ukraine ở làng Maximilianivka thuộc phía đông thành phố Kudakove. Các hệ thống trinh sát Ukraine sau đó đã theo dõi hướng di chuyển của đoàn xe đối phương, đồng thời cung cấp tọa độ cho lực lượng pháo binh và máy bay không người lái UAV để thực hiện đòn tập kích vào đoàn xe. Ông Sisky viết trên Telegram, đồng thời đăng đoạn video Lữ đoàn không vận số 46 Ukraine đánh chặn đoàn thiết giáp đối phương. Kỹ năng của các binh sĩ Ukraine khiến đối phương không có cơ hội chiến thắng. Chính quyền Estonia cho biết cuộc tấn công UAV của Nga nhằm vào thủ đô Kiev hôm 7 tháng 11 đã làm hư hại tòa trung cư nơi đại sứ nước này ở Ukraine sinh sống. Ngoại trưởng Estonia Margus Tersakana viết trên mạng xã hội X hôm 8 tháng 11 kèm theo bức ảnh chụp một tòa nhà cao tầng ở quận Pechersky thuộc thủ đô Kiev bốc cháy. Rất may, đại sứ Estonia tại Ukraine Kok không bị thương. Ukraine cần thêm các hệ thống phòng không để bảo vệ người dân. Theo thông tin trước đó từ cơ quan quân sự Thủ đô Kiev, cuộc tấn công UAV của Nga rạng sáng ngày 7 tháng 11 đã khiến nhiều công trình tại 5 trên 10 quận trong thành phố này bị hư hại nghiêm trọng do hỏa hoạn. Riêng ở quận Pechersky, hỏa hoạn xảy ra tại nhà hàng nằm ở tầng thứ 32 của một công trình, đồng thời khiến cấu trúc tầng 33 tòa nhà đó bị hư hại nặng theo toko tuyến phòng thủ của khu vực kiên cố kudakovo của lực lượng vũ trang ukraine đang dần bị phá vỡ lãnh thổ của khu vực này đang dần bị quân đội nga siết chặt trên bờ phía bắc của hồ chứa kudakovsky các đơn vị tấn công của lực lượng vũ trang nga đã vượt qua các phòng tuyến của ukraine và tiếp cận Beresky và vodnosenka bao vây lực lượng đối phương trong khu vực thành phố kudakovo từ phía bắc Tại khu vực này, cuộc tấn công đang được tiến hành trên một mặt trận rộng 10 km. Vào ngày 6 tháng 11, lực lượng vũ trang Nga đã đột phá qua tuyến phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine và tiến nhanh đến Solsepka, nơi ba lữ đoàn lực lượng vũ trang Ukraine đã đào hầm và sẽ cố gắng ngăn chặn lực lượng vũ trang Nga. Tiếp cận tuyến Andreevka sariteni trên sông Volchia, phía sau đó là đường cao tốc H15 Zaporizhia-Kudakove quân đội Nga đã tiến thêm 2 km và kiểm soát các vị trí gần Solsepka. Giữa Solsepka, Vodnosenka và Beresky, lực lượng vũ trang Nga đã kiểm soát một ngọn đồi và tiến đến đường dây xe lửa. Hầu như không còn nghi ngờ gì nữa rằng Beresky sẽ sớm nằm dưới sự kiểm soát của Nga, cũng như Novoselidovka, nơi hiện đang chứng kiến giao tranh ác liệt. Từ phía đông, quân đội Nga đang tiến hành các hoạt động tấn công tích cực từ Maximilianivka, các vị trí của Ukraine ở đây cũng đang dần bắt đầu bị đẩy lùi. Các cứ điểm của lực lượng vũ trang Ukraine đang bị phá vỡ lần lượt. Máy bay tấn công của Nga tiếp tục tấn công Dashnoye và Yelizavetovka. Ở khu vực phía nam, lực lượng vũ trang Nga đã tiếp cận Yelizavetovka, Romanovka, Anovka, Uspenovka, Chudovoye, Konstantinopolskoye, Sukhi Yali và Radonoye siết chặt ruột phòng thủ của Ukraine trên các tuyến tiếp cận thành phố Kudakovo. Lực lượng vũ trang Nga có thể sẽ tiến đến tuyến Bogati, Sariteni, cố gắng cắt đứt đường cao tốc H-15. Có khả năng Bộ Chỉ huy Nga có kế hoạch kết nối các nhóm quân phía đông và trung tâm phía sau hồ chứa Kurakovo, cắt đứt nguồn cung cấp và bao vây hoàn toàn lực lượng Ukraine ở khu vực Kurakovo, không cho họ có cơ hội rút lui. Do đó, nhiều khả năng là Bộ Chỉ huy Ukraine sẽ rút quân khỏi Kudakovo trước khi quá muộn. Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh của Cộng đồng Chính trị châu Âu tại Budapest, Hungary, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ý tưởng nhận bộ Nga là không thể chấp nhận được đối với Ukraine và ông coi đó là hành động tự sát đối với toàn bộ châu Âu. Ông Zelensky cho biết cuộc chiến với Nga đã leo thang đáng kể từ cuộc họp trước theo hình thức này. Ông nhắc lại rằng sau hội nghị thượng đỉnh của cộng đồng chính trị châu Âu tại Anh vào tháng 7 đã có nhiều cuộc thảo luận về nhu cầu Ukraine phải nhượng bộ Nga. Ông Zelensky nói và một số người có mặt ở đây đã mạnh mẽ ủng hộ rằng Ukraine nên nhượng bộ Nga, điều này là không thể chấp nhận được đối với Ukraine và là hành động tự sát đối với toàn bộ châu Âu. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Không một nhà lãnh đạo mạnh mẽ nào từng giúp xây dựng một châu Âu thống nhất vững mạnh và hòa bình có thể tưởng tượng ra điều đó. Đồng thời, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết khái niệm hòa bình thông qua sức mạnh đã nhiều lần chứng minh tính hiện thực và hiệu quả của nó. Ông nhấn mạnh, bây giờ hòa bình thông qua sức mạnh lại một lần nữa cần thiết và không nên nghĩ rằng bạn có thể có được hòa bình bằng cách tỏ ra yếu kém hoặc từ bỏ bất kỳ vị thế nào của châu Âu hoặc vị thế của bất kỳ quốc gia châu Âu nào. Báo Điện tử Dân Việt đưa tin, ngày 7 tháng 11, ông Vitaly Ganchev, người đứng đầu chính quyền Nga khu vực Kharkov cho biết, lực lượng vũ trang Nga đang ở cách Kupiang vài km, quân đội Nga tiến sâu hơn vào lãnh thổ, chiếm giữ các cứ điểm của lực lượng vũ trang Ukraine. Ông Putin sau đó lưu ý rằng hai trung tâm ở hướng Kupiang đã bị bao vây. Ông Putin cho biết tại cuộc họp câu lạc bộ thảo luận quốc tế Van rằng, trong vòng vây, quân đội Ukraine bị ép vào một điểm, khoảng 10.000 người, nhóm này đã bị phong tỏa. Ông Putin nói thêm rằng Khoảng 5.000 người nữa đã bị phong tỏa trong điểm thứ hai gần Kupiang. Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Van Day là hiệp hội gồm các chuyên gia hàng đầu của Nga và nước ngoài trong lĩnh vực khoa học chính trị, kinh tế, lịch sử và quan hệ quốc tế. Câu lạc bộ được thành lập vào tháng 9 năm 2004 theo sáng kiến của cơ quan Sputnik, Hội đồng Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng và các tạp chí Nga trong các vấn đề toàn cầu và Russia Profile. Câu lạc bộ có tên như vậy do địa điểm tổ chức hội nghị đầu tiên diễn ra ở Veliki Novgorod, gần hồ Van Dai. Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Van Dai là một trong những nền tảng hàng đầu thế giới về tương tác giữa giới tình hòa chính trị và trí tuệ Nga và quốc tế. Theo một phân tích của hãng tin Bloomberg được công bố vào ngày 1 tháng 11, Ukraine đã mất 1.146 km vuông lãnh thổ kể từ khi phát động chiến dịch đột kích vào tỉnh Kursk của Nga hồi đầu tháng 8. Kiev đã trải qua tuần tồi tệ nhất xét về số lãnh thổ bị mất từ đầu năm đến nay. Ngày 2 tháng 11, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Oleksandr Zizky cho biết Ukraine đang phải đối mặt với một trong những vấn đề tấn công mạnh nhất của Nga kể từ khi bắt đầu xung đột. Trong suốt mùa thu, nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn của Ukraine, đôi khi bao gồm toàn bộ các thành phố, đã bị mất gần như hàng ngày ở phía nam tỉnh Donetsk, trong khi lực lượng Nga cũng đã đạt được những bước tiến đáng kể về mặt tác chiến gần Torres, Chasipia, Kupiansk, cũng như trên chính lãnh thổ Nga ở tỉnh Kursk. Tốc độ tiến quân ngày càng tăng của Nga là bằng chứng cho thấy cuộc chiến tiêu hao mà nhiều quan chức và giới phân tích phương Tây từng gọi là bế tắc và đã diễn ra chậm nhưng chắc theo hướng có lợi cho Moscow. Việc thiếu hụt nhân lực và các vấn đề về cấu trúc hệ thống được xem là yếu tố trọng tâm dẫn đến tình trạng khó khăn của Ukraine. Trong bối cảnh này, các lựa chọn cho Kiev và các đối tác để ổn định mặt trận trước những lợi thế về nguồn lực của Nga dường như bị hạn chế. Khu vực quan trọng nhất của tiền tuyến tính đến đầu tháng 11 nằm ở nửa phía nam của khu vực do Ukraine kiểm soát thuộc tỉnh Donetsk. Sau khi tiến nhanh qua Abdiplka về phía trung tâm hậu cần quan trọng Pokrovsk vào mùa hè, lực lượng Nga đã chuyển hướng về phía nam vào đầu tháng 9, cắt đứt một vùng đất rộng lớn do Ukraine kiểm soát ở phía tây sông Vopcha với việc kiểm soát thành công thành phố Ukrainsk. Các cuộc tấn công tiếp theo của Nga về phía Pokrovsk ban đầu chậm lại vào mùa thu, dừng lại ở cửa ngõ thành phố Selidove, nơi Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 15 của Ukraine đã tiếp quản việc phòng thủ thành phố khai thác mỏ, từng là nơi sinh sống của hơn 22.000 người. Tuy nhiên, trong hai tháng tiếp theo, thay vì tấn công Selidove, quân đội Nga đã chiếm giữ các cánh đồng ở cả hai bên sườn Cả hai đều từng do các lữ đoàn Ukraine kiểm soát, trong khi lực lượng này kiệt sức hơn và phải chịu tổn thất về nhân lực. Andriy, biệt danh là Mazo, một sĩ quan pháo binh Ukraine thuộc Lữ đoàn 15, nói với trang tin Kyiv Independent, đây là một tình huống rất khó khăn, các đơn vị lân cận đã để hở sườn của chúng tôi và chúng tôi gần như bị bao vây hoàn toàn. Trong khi đó, nỗ lực phòng thủ Voleda kéo dài gần hai năm, nơi được Ukraine gọi là pháo đài, đã kết thúc khi quân đội Nga chiếm được thành phố này vào những ngày đầu tháng 10. Tổn thất nặng nề và các cuộc tấn công liên tục của Nga đã buộc các binh lính còn lại của Lữ đoàn Cơ giới số 72 Ukraine và các đơn vị trực thuộc khác phải rút khỏi thành phố qua các cánh đồng phủ đầy máy bay không người lái của Nga. Việc Vuleda thất thủ đã mang lại cho Nga một lợi thế đáng kể trong cuộc chiến giành các cánh đồng rộng lớn ở phía bắc thành phố. Vị trí trên vùng đất cao hơn cho phép bố trí các anten để máy bay không người lái có thể trinh sát và tấn công bay sâu vào phía sau phòng tuyến của Ukraine. Tính đến đầu tháng 11, các tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía tây bắc Vuleda đã liên tiếp sụp đầu cục bộ, dẫn đến một số bước tiến nhanh nhất của Nga kể từ khi những tháng đầu của cuộc xung đột xuyên thủng các phong tuyến của Ukraine trước khi dọn sạch các vị trí giữa các đợt đột phá. Lực lượng Nga đã tiến hơn 10 km về phía Bắc qua khu vực rộng mở, đưa họ đến gần hơn với con đường chính dẫn vào thành phố Kudakove. Kudakove, nơi có nhà máy nhiệt điện lớn vẫn hoạt động vào đầu năm 2024, hiện nhanh chóng bị bao vây ở ba phía. Nếu không được ngăn chặn, cuộc tấn công của Nga ở phía Nam Donetsk có thể sớm lan ra khỏi danh giới của chính khu vực này. Những bước tiến này hiện đe dọa thị trấn Velika Novosinka ở phía Tây và xa hơn nữa là biên giới phía Đông của các khu vực Zaporizhia và Dnipropetrovsk. Kênh Military Samarit đưa tin quân đội Nga RFAF đang tiến ngày càng sâu vào phía nam vùng Donetsk. Có vẻ như lực lượng Kiev đã không thể giữ vững sự ổn định của tiền tuyến, liên tục thất thủ ở những thành phố làng mạc và thị trấn quan trọng. Tại phía bắc Kurakove, nguy cơ hình thành một vòng vây lớn hơn đang ngày càng tăng, có thể buộc quân đội Ukraine AFU phải rút lui. Tuy nhiên, cùng lúc đó, lực lượng Moscow đang tiến xa hơn về phía tây và ngày càng gần đến làng Zoria. Khu vực tiền tuyến Sivers cũng vẫn rất sôi động, EDF-AF đang tiến dọc theo những ngọn đồi phía bắc ivano -Daribka. Cuộc đột kích này của họ nhằm kiểm soát những ngọn đồi ở sơn phía bắc ngôi làng kênh avivankori xác nhận hiện nay lực lượng moscow đã đột phá đến soltsovka vòng qua kudakove từ phía bắc các chiến binh ukraine trên mặt trận truyền thông đang liên tiếp cập nhật về bước tiến nhanh chóng của lực lượng moscow một sĩ quan ukraine với biệt hiệu là alex viết tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng tại kudakove quân đội nga đang tấn công soltsovka hôm qua đối phương đã đột nhập được vào soltsovka giao tranh diễn ra ở ngoại ô ngôi làng Chiến binh Ida Stanislav Bujatov viết tại Kudakove, vấn đề ở đoạn Solsepka, Sarieteni ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Hôm qua, EDFAF đã đột nhập vào Solsepka. Một binh sĩ với biệt danh là Musnoy cũng xác nhận thông tin về các trận chiến giành ngôi làng Bereski trên bờ hồ chứa Kudakove. Ông cũng viết rằng giao tranh sẽ sớm bắt đầu ở phía đông về phía khu định cư Sarieteni. Ông Musnoy viết, Quân đội Nga đang tích cực mở đường đến Soltysoka, qua những ngọn đồi và kiểm soát các vị trí tiền phương ở ngoại ô ngôi làng. Ngoài ra, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở khu vực Beresky, một phần ngôi làng đã thất thủ. Các trận chiến tiếp theo sẽ diễn ra tại Saretsene. Ông Musno nhận định, nếu tiến phòng thủ Sontesuka và Saritseni thất thủ, chúng ta có thể cho rằng mọi con đường đến Kudakove từ phía Bắc sẽ bị cắt đứt. AFU chỉ còn một con đường an toàn ở phía nam con sông tới Zaporizhia. Kênh Tobi Ayodele cho biết, lực lượng Moscow tiếp tục vòng qua Kudakove từ phía Bắc và phía Nam, đánh thẳng vào hậu phương của AFU. Ý đồ chiến thuật của Bộ Chỉ huy Nga tương đối rõ ràng, hình thành những gọng kìm bao vây một khu vực rộng lớn, bao gồm cả thành phố Ven Hồ này. Một khi các cánh quân hợp vây ở Andrivka hoặc Konstantinopin và toàn bộ cụm binh lực Kiev sẽ như cá nằm trong dọ. Kênh tóm tắt kết quả cuối ngày 7 tháng 11 cho biết, trong bối cảnh phải chịu sức ép liên tục và trên thực tế, Torres bị mất một nửa, tình hình của lực lượng Kiev trở nên nghiêm trọng. Họ đã tập hợp tất cả lực lượng có trong tay và cố gắng để đối phương ra khỏi bãi thải của Motosen Chananya. Lực lượng Moscow dựa trên tình hình hiện tại dường như đã quyết định thay đổi cách đánh. Thay vì tiếp tục tấn công vỗ mặt trực tiếp vào trung tâm thành phố, họ có thể sẽ đi một con đường khác đó là mở cánh, tạo những gọng kìm bao vây đối phương, cắt đứt đường tiếp viện. Chiến thuật vây điểm diệt viện đã được quân đội Nga thực hành nhuần nhuyễn và rất thành công ở Upleda, Selidove, rất có thể một lần nữa được áp dụng ở Torres. Theo kênh Tuy Ba, Moscow đã tấn công các mục tiêu ở Kiev và một số khu vực trong lãnh thổ do Ukraine kiểm soát, đổi lại Ukraine một lần nữa phóng máy bay không người lái vào các khu vực hậu phương của Nga. Tại vùng Kursk, giao tranh vẫn tiếp diễn trên thành phố các quận Korenevo và Suza. Một số báo cáo cho biết Nga đã bắt đầu giai đoạn 3 trong cuộc tổng phản công đột kích cùng lúc từ nhiều hướng. Trong ngày hôm nay, dự kiến sẽ có những tin tức nóng bỏng và dồn dập từ mặt trận này. Theo hướng Pogrovs, từ Selidovo, EDFIF phát triển nhanh về phía Tây và đang đột phá vào Novo Alexeyevka. Về phía Donetsk, tại tâm điểm Kudakove, lực lượng Moscow đã kiểm soát khu định cư Kremina Banka, đồng thời cũng đạt được những bước tiến đáng kể trong vùng lân cận Stepanovka và tham gia vào các trận chiến giành Ilinka. Tại Nam Donetsk, giao tranh vẫn tiếp diễn ở vùng lân cận Bohoyablenka và Maximivka. Tại Antonivka, hơn một nửa khu định cư đã nằm trong quyền kiểm soát của lực lượng Moscow. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối ngày 7 tháng 11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết 140 cuộc đụng độ đã diễn ra. Quân đội Nga đang tập trung nỗ lực chính vào hướng Kudakove, đồng thời cũng đang tích cực tiến công ở Pokrovsk và Liman. Báo cáo có đoạn, cho đến nay đã có 140 cuộc đụng độ, Nga thực hiện 55 cuộc không kích, thả 87 quả bom KAB. Ngoài ra, họ sử dụng 687 UAV cảm tử và thực hiện hơn 3.600 cuộc pháo kích. Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận AFU đã đẩy lùi hầu hết các đợt xung phong của đối phương trên hướng Kharkov, Kupians, Liman, Sivers, Gramatos, Torres, Vremovsky, Odekov và Dnipro. Lực lượng phòng vệ tiếp tục hoạt động trên mặt trận Kursk. Về phía Pokrovsk, trong 24 giờ qua, Nga đã đột kích các vị trí của chúng tôi 23 lần nhưng đều bị đẩy lùi. Các trận chiến nóng bỏng nhất hiện nay là ở Kudakove, nơi đối phương đã có tới 50 lần cố gắng tiến lên, báo cáo cho hay. Dipset cho biết Nga hạ gục Novo Alexi FK ở vùng Donetsk. Theo dữ liệu cập nhật từ Dipset, lực lượng Moscow đã kiểm soát khu định cư Novo FK ở vùng Donetsk. Dạng sáng nay, ngày 8 tháng 11, các nhà phân tích thuộc Dipset đưa tin đối phương đã giành được Novo FK. Ngoài ra, họ còn phát triển ở gần Novot Novoalexandrovka Novo Alexandrovka và Maximovka thuộc vùng Donetsk. Không quân Ukraine cho biết tối ngày 7 tháng 11, Moscow một lần nữa phóng UAV tập kích vào lãnh thổ Ukraine. Báo động phòng không được ban bố lúc 18 giờ 20 phút khi có một chiếc UAV xuất hiện ở phía nam vùng Sumy. Từ 19 giờ 26 phút đến 23 giờ 54 phút, hàng loạt UAV Nga được ghi nhận ở Sumy, Kharkov, Chernihiv, Kiev, Poltava, Odessa, Kherson, Nikolaev, Zhitomir, Chernomorsk, Yuzhny, Vinnytsia, Kirovograd. Radio Liberty đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Washington tiếp tục thảo luận với các đồng minh và đối tác về phản ứng đối với việc Triều Tiên triển khai quân đội gần biên giới Ukraine. Ông Miller phát biểu, chúng tôi đang tham khảo ý kiến của các đồng minh và đối tác về phản ứng thích hợp đối với việc triển khai binh lính Triều Tiên ở khu vực Kursk của Liên bang Nga và khả năng họ tham gia vào các hoạt động chiến đấu. Đồng thời, người phát ngôn lưu ý rằng ông chưa thể đưa ra thông báo chính thức về bất kỳ quyết định cụ thể nào. Ông nói thêm rằng phản ứng trước hành động gây hấn của Nga không chỉ là phản ứng của Mỹ. Vì vậy, đại diện Bộ Ngoại giao nhắc lại rằng vì mục đích này, toàn bộ một liên minh đã được tập hợp gồm 50 quốc gia. Ông Miller nhấn mạnh, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ họ trên chiến trường và nỗ lực duy trì liên minh mà chúng tôi đã xây dựng trước đó ukraine và phương tây cáo buộc quân đội triều tiên được cho là đã tham gia chiến đấu lần đầu tiên ở khu vực kurs của nga tổng thống ukraine volodymyr zelensky tuyên bố rằng đã có tổn thất đối với binh sĩ triều tiên khi sát cánh chiến đấu cùng nga ở kurs nga triều tiên hiện chưa bình luận về thông tin trên song trước đó khẳng định hợp tác quốc phòng giữa hai nước phù hợp với luật quốc tế và không nhằm vào bên thứ ba nào